Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Hoàng Dung và Mỹ Lan. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng mỗi ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu vào lúc 5 giờ, 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và để mở đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin về Hoa Kỳ. 77 người chết vì lốc xoáy tại 6 tiểu bang, 109 người còn mất tích. Mưa bão trút mưa và tuyết dày xuống California. Thu hồi đào sấy khô, Coca-Cola, Jambon bị nhiễm độc. Các nạn nhân của NASA đạt thỏa thuận trị giá 380 triệu Mỹ Kim với Ủy ban Olympic Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ. Delta ngừng bay đến 3 thành phố của Hoa Kỳ và hủy bỏ vô thời hạn 7 đường bay nội địa. Tài xế xe vận tải bị kết án 110 năm tù vì gây ra tai nạn giao thông tại Colorado làm cho 4 người thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh rút ngắn thời gian gia hạn sổ thông hành. Đám đông người tụ họp để cướp của theo lời kêu gọi trên mạng xã hội. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. 77 người chết vì lốc xoáy tại 6 tiểu bang, 109 người còn mất tích. Thưa quý vị, thống đốc tiểu bang Kentucky Andy Beshear hôm qua công bố số người chết vì các cơn lốc xoáy quét qua 6 tiểu bang tăng lên 77 người với ít nhất 109 người bị mất tích. Ông cũng tiên đoán số người chết tại Kentucky có thể tăng lên vài ngày tới đây trong cơn lốc xoáy dữ dội nhất lịch sử của tiểu bang. Ông Andy Beshear còn cho biết số người chết tại nhà máy sản xuất đèn cầy ở Mayfield, Kentucky lên đến 8 người và 94 người khác may mắn sống sót. Ngoài đa số người chết là công dân Kentucky, các tiểu bang Illinois, Indiana, Missouri, Arkansas và Tennessee cuối tuần qua cũng đã tìm thấy thi thể của 14 người chết vì cơn lốc xoáy làm sụp đổ hàng loạt các ngôi nhà, cơ sở kinh doanh, cơ sở hạ tầng. Thị trưởng Mayfield vào ngày thứ Hai xác nhận hàng ngàn người ở Kentucky không có nước xài, kể cả nước nóng giữa mùa giá lạnh. Ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ bay đến Mayfield và Dawson Springs của Kentucky để khảo sát sự thiệt hại. Sáng hôm qua, Thống đốc Kentucky Andy Beshear đã không kềm được nước mắt khi công bố tin tức cập nhật về số người chết và sự thiệt hại vật chất vì cơn lốc xoáy dữ dội tại tiểu bang. Cơ quan điều hành cứu trợ khẩn cấp của liên bang đã phân phối hàng chục máy phát điện, thức ăn, nước đóng chai, chăn, giường của trẻ em tại Kentucky để giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân. Và vẫn tin liên quan đến thiên tai, thì mưa bão đã trút mưa và tuyết dày xuống California. Thưa quý vị, luồng khí ẩm ướt mưa và khối lượng tuyết lên tới vài feet xuống California từ hôm qua, thứ Hai ngày 13 tháng 12. Cơn bão bắt đầu ở Washington cuối tuần qua, gây ít nhất là một trận tuyết lở tại khu vực. Hôm Chủ nhật đã di chuyển đến vùng vịnh và đổ mưa xuống khu vực miền trung California. San Francisco đã nhận được lượng mưa hơn 2 inch. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia ở San Francisco, thì mưa trút nước xuống vùng bờ biển Big Sur suốt buổi chiều và buổi tối hôm nay, sau đó di chuyển đến khu vực Tây Nam California cuối đêm thứ Hai và kéo dài đến hết ngày thứ Ba. Theo dự đoán, thì lượng mưa từ 2 đến 3 inch sẽ đổ xuống California nhiều gấp 3 lần với cơn bão đến hồi tháng 10. Cơ quan này dự đoán tuyết rơi dày tới 6 feet ở các khu vực như là Sierra Nevada, khuyến cáo mọi người chớ đi lại vùng núi Sierra. Cơ quan này cũng dự báo có thể phải phong tỏa nhiều đoạn xa lộ của California như là Reno, Nevada, West Arizona, Nevada, South Oregon, Idaho và dự báo tuyết rơi dày tại dãy Cascades, Sierra Nevada và Northern Rockies. Thu hồi đào sấy khô, Coca-Cola, Jambon bị nhiễm độc. Thưa quý vị, Tổ chức Kiểm soát Thực phẩm và Thuốc men của Hoa Kỳ đã ra thông báo thu hồi Godavari loại 14 ounce của Bacardi Food có chứa loại hóa chất sulfite độc hại đối với sức khỏe của người tiêu thụ. Bacardi Food cho biết đã thu hồi Godavari đã bày bán tại ba tiểu bang Massachusetts, New York và Connecticut
trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2021 và khuyến cáo người tiêu thụ không nên ăn. Sulfites là hóa chất được sử dụng để bảo quản hương vị và màu sắc, ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn trong thực phẩm, đồ uống và thuốc tây. Nhưng nhiều người bị dị ứng dẫn đến hen suyễn khi ăn phải sulfite khiến cho họ bị sốt, thở khò khè và phát ban. Công ty Coca-Cola cũng đã khẩn cấp thu hồi hai loại nước ngọt và ba loại nước trái cây Minute Maid chứa các vật thể lạ nguy hiểm. Thưa quý vị, đây là lần thu hồi lớn thứ hai của công ty trong vòng chưa đầy một tháng sau đợt thu hồi lon Coca-Cola và Sprite cuối tháng 11. Công ty kêu gọi người tiêu thụ vứt bỏ ngay lập tức Minute Maid, Berry Punch và Coca-Cola 12 ounce bán ở Pennsylvania, Connecticut, New York, North Carolina, Maryland, Virginia, Maine và New Jersey. Mặt khác thì Purdue Premium Meat cũng đã thu hồi 2.3 triệu pounds jambon và pepperoni bị nhiễm Listeria. Nhiều thương hiệu bị thu hồi gồm có Alexander & Hornum, Amis Valley, Big Y, Butcher Boy, Five Star, Food Club, Garrett Valley Farms, Lancaster, Nyman Ranch, Open Nature và Wellshire Wood. Thực phẩm bị nhiễm Listeria làm khoảng 1.600 người ngã bệnh và làm chết khoảng 260 người tại Hoa Kỳ mỗi năm. Thành ra qua cái bản tin này á, thì giờ mình thấy rằng là mình ăn đồ tươi, mình nấu vẫn hay là những cái đồ lon hộp mà nó có chứa cái chất này để mà bảo quản. Dạ, nhưng mà giờ người ta, thực sự mình đã biết từ lâu nhưng mà bây giờ người ta phải thu hồi là vì nó thực sự nó có chất độc hại. Dạ, đúng rồi. Mình thường tránh bớt ăn đồ lon, đồ hộp nha quý vị. Dạ, vâng. Dạ, dễ bị ung thư nữa. Đúng rồi. Quay sang một bản tin khác, thì các nạn nhân của NASA đạt thỏa thuận trị giá 380 triệu Mỹ Kim với Ủy ban Olympic Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ. Các nạn nhân của cựu bác sĩ đội thể dục dụng cụ quốc gia Hoa Kỳ Larry Nassar đã nhận được 380 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại sau khi đạt thỏa thuận với Cơ quan Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ, Ủy ban Olympic Paralympic Hoa Kỳ và công ty bảo hiểm. Các luật sư vào hôm thứ Hai cho biết đây là thỏa thuận lớn nhất dành cho nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục để kết thúc vụ kiện kéo dài 5 năm đã làm rung chuyển phong trào Olympic Hoa Kỳ. Bị cáo tên là Nassar, 58 tuổi, đang thụ án tù chung thân sau khi nhận tội tấn công tình dục các luật sĩ được ông săn sóc sức khỏe tại USA Gymnastics, gọi tắt là USAG, và Michigan State University, gọi tắt là MSU, hồi cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Hàng trăm phụ nữ trong đó có các lực sĩ giành huy chương vàng Thế vận hội như là Simone Biles, Ali Reisman và Michaela Maroney đã cáo giác ông Nassar lạm dụng tình dục họ trong hơn 2 thập niên. Theo thỏa thuận được thông qua vào ngày hôm qua, MSU đã tiếp tục chi tiền bồi thường cho đủ tổng cộng là 880 triệu Mỹ Kim cho 180 nạn nhân sau khi đã chi hơn 500 triệu Mỹ Kim hồi năm 2018. USA Gymnastics đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2018 sau khi bùng nổ làn sóng cáo giác ông Nassar. USA Gymnastics đã thông báo nội vụ với FBI hồi tháng 7 năm 2015, nhưng nghi can vẫn tiếp tục làm việc tại MSU và lạm dụng tình dục thêm ít nhất là 70 người phụ nữ nữa. Biles, lực sĩ 4 lần đoạt huy chương vàng Thế vận hội, đã chỉ trích FBI, USAG và USOPC đã không làm gì cả để bảo vệ các nữ lực sĩ. Delta ngừng bay đến 3 thành phố của Hoa Kỳ và hủy bỏ vô thời hạn 7 đường bay nội địa. Thưa quý vị, hãng hàng không Delta Airlines cho biết sẽ hủy bỏ các chuyến bay đến Wyoming, Colorado và Nebraska đang sụt giảm nhu cầu đi lại. Hãng cũng cắt giảm các chuyến bay đến 4 phi trường khác, trong khi các hãng hàng không khác cũng tiếp tục giảm các đường bay không có lãi. Hãng hàng không Delta đặt tổng hành dinh tại Atlanta, Georgia, đã quyết định giảm số chuyến bay đến các thành phố khắp Hoa Kỳ, gồm có Wyoming, Wisconsin, Montana, Nebraska, Michigan, Colorado và Indiana.
Delta cắt giảm hầu hết các chuyến bay đến thị trấn nhỏ vì nhu cầu thấp và chi phí cao bắt đầu từ ngày 10 tháng 1. Delta không phải là hãng vận chuyển hàng không duy nhất rời khỏi các thị trường nhỏ, thưa quý vị. Đầu tháng 11 vừa qua thì United Airlines cũng đã rút khỏi 11 thành phố vô thời hạn. Một tài xế xe vận tải đã bị kết án 110 năm tù vì đã gây tai nạn giao thông tại Colorado làm cho 4 người thiệt mạng. Thưa quý vị, người tài xế lái chiếc xe vận tải đâm vào đuôi dòng xe đang dừng trên xa lộ liên bang ở Colorado 2 năm trước đã làm chết 4 người và làm cho một số người khác bị thương. Và hôm thứ Hai đã bị kết án 110 năm tù giam, thưa quý vị. Bị cáo tên là Roger Aquilera Medeiros, 26 tuổi, cho biết thắng đã bị đứt khi xe lao xuống dốc ở xa lộ 170 trước khi đâm vào dòng ô tô đang dừng vì một vụ tai nạn khác cách đây 2 năm gây hỏa hoạn dữ dội. Tổng cộng có 4 cư dân Colorado trong độ tuổi từ 24 đến 69 tuổi đã bị thiệt mạng vì vụ tai nạn trên. Các công tố viên lập luận rằng anh Aguilera Medeiros đã hành động thiếu thận trọng, trong đó có việc không sử dụng đoạn đường dành riêng cho xe vận tải của xa lộ, dẫn đến tai nạn chết người thảm khốc. Hồi tháng 10 vừa qua, bồi thẩm đoàn của phiên tòa đã kết luận Aguilera Medeiros phạm 27 tội danh. Vụ tai nạn và hỏa hoạn liên quan đến 28 chiếc xe xảy ra vì bị cáo lái xe vận tải đã kéo rơ móc chở gỗ di chuyển với tốc độ 85 dặm một giờ tại khu vực giới hạn tốc độ loại xe thương mại chỉ có 45 dặm một giờ mà thôi. Tổng thống Joe Biden ký xác lệnh rút ngắn thời gian gia hạn sổ thông hành. Thưa quý vị, trong nỗ lực giảm thiểu thủ tục giấy tờ hành chính quan liêu, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ đưa khu vực dịch vụ liên bang vào kỷ nguyên kỹ thuật số, trong đó có việc ban hành một sắc lệnh vào ngày thứ Hai để thúc đẩy việc thực hiện khu vực dịch vụ của chính phủ như gia hạn sổ thông hành, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp nạn nhân bị thiên tai trên mạng. Sắc lệnh trên nhằm mục đích giảm thiểu thủ tục giấy tờ quan liêu, kéo dài thời gian, buộc người dân phải đến các văn phòng hành chính để điền và thu thập giấy tờ, làm chậm trễ việc gửi thư của các cơ quan liên bang. Ông Bill Sweeney, Phó Chủ tịch các vấn đề chính phủ của Hiệp hội Người về hưu Hoa Kỳ nói rằng tất cả mọi việc đang được thực hiện trên mạng, từ dịch vụ ngân hàng, đặt mua thức ăn, hàng hóa, thì các cơ quan công quyền của chính phủ cũng phải theo kịp tiến độ này để tạo sự thuận lợi cho người dân. Quay sang một bản tin khác, cho biết là đám đông người tụ họp để cướp của theo lời kêu gọi trên mạng xã hội. Phúc trình cuộc điều tra của cảnh sát cho hay, kẻ gian tham dự vào các vụ cướp giật đông người ở Nordstrom, Louis Vuitton và Best Buy đã quy tụ theo lời kêu gọi của thành viên băng đảng trên mạng xã hội mà họ chưa từng gặp mặt. Cảnh sát nói rằng một số vụ cướp xảy ra gần đây tại các cửa hàng ở San Francisco và Minneapolis được những nhóm người riêng lẻ chưa từng quen biết đã kêu gọi trên mạng xã hội. Trong đó có các vụ cướp xảy ra tại các cửa hàng như là Nordstrom ở Walnut Creek, California, cửa hàng Louis Vuitton ở San Francisco và ba cửa hàng Best Buy ở ngoại ô Minneapolis trong tháng 11 vừa qua. Tại California, kẻ trộm đã đột nhập vào cửa hàng Nordstrom, gom vét số hàng hóa trị giá 100.000 Mỹ Kim trong vòng 1 phút đồng hồ và đã tẩu thoát trên 25 chiếc xe hơi. Cảnh sát xác nhận Snapchat là một trong các mạng xã hội đã được sử dụng để lan truyền thông tin quy tụ đám đông cướp của, làm tê liệt hoạt động của lực lượng an ninh bảo vệ các cửa hàng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.